Hello, xin chào tất cả anh chị. Hello, xin chào tất cả anh chị đang xem livestream của em Vui trong buổi tối ngày hôm nay. Chị đang xem livestream có thể chào Vui một tiếng được không ạ? Để Vui biết là anh chị đang xem cái livestream của em Vui để em Vui gửi lời chào lại anh chị. Hello anh Thanh Bùi. Anh Thanh Bùi vào nhanh quá. Em chào anh Thanh Bùi nhá. Xin chào chị Mỹ Ngọc, xin chào chị Bích. Xin chào chị Thanh Trang, xin chào chị Anh Thư, xin chào anh Nguyễn Đình Hạnh, xin chào tất cả anh chị đang xem cái livestream của em Vui. Chào tất cả anh chị. Anh chị giờ đã đi làm về chưa anh chị? Hôm nay thì em Vui sẽ chia sẻ cái nội dung này cũng rất là hay anh chị. Nói chung là tất cả những cái nội dung mà em Vui chia sẻ với anh chị nó đều rất là cần thiết với anh chị. Rất là cần thiết với anh chị. Tại thời điểm này, trong năm nay, trong năm 2023 này anh chị nhé. Anh chị đang xem livestream có thể là thả tim, thả like cũng như là chia sẻ cái bài livestream này tới cho những người thân bạn bè của mình, cho tất cả những nhà đầu tư của mình có cơ hội để họ cũng được lắng nghe giống như anh chị. Đó, anh chị thả tim, thả like và chia sẻ cái bài livestream này cho em Vui nhé. Chia sẻ anh chị nhé. Bởi vì chia sẻ có nhiều người xem mình lại càng có năng lượng được không anh chị? Và mình càng có năng lượng như thế thì mình chia sẻ với anh chị nó càng nhiệt huyết hơn, nó càng tâm huyết hơn. Gọi là mình có cái kiến thức gì là mình chia sẻ hết cho anh chị, mình biết những cái điều gì là mình chia sẻ hết đúng không anh chị? Đó. Vâng, em chào anh Đoàn Nhất nhé. Anh Thanh Bùi hỏi em ở Nam Định đoạn nào đó. Em ở Hải Hậu Nam Định anh nhé. Có anh chị nào ở Hải Hậu Nam Định giống em không ạ? Có thể comment vào trong cái buổi livestream này để anh em chúng ta cùng biết. Chúng ta giao lưu, đúng không ạ? Giờ em Vui sẽ bắt đầu vào chủ đề chính trong buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép em Vui cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả anh chị đang xem cái livestream của em Vui trong buổi tối ngày hôm nay. Cho anh chị một buổi tối thứ tư thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Em xin tự giới thiệu một chút, em là Vui Nguyễn. Hiện tại em đang là nhà đầu tư và đối tác phát triển nguồn vốn cho tập đoàn công nghệ UST. Hiện tại cũng đang là một nhà đầu tư sở hữu cổ phần công nghệ UST anh chị, là công nghệ giao thông ở trên cao, công nghệ giao thông cấp 2. Đó. Bản thân em Vui đã đầu tư vào trong công nghệ UST được 3 năm rồi anh chị, 3 năm rồi. Và em Vui cũng là người trực tiếp trải nghiệm thực tế con tàu UST tại UAE, tại trung tâm trình diễn công nghệ UST tại Sala UAE anh chị. Vào tháng 2 vừa rồi em Vui sang bên Dubai để em Vui trải nghiệm con tàu đó. Chính vì thế em Vui có những cái thông tin để giúp anh chị hiểu được rằng anh chị đang đầu tư vào doanh nghiệp UST là có chính xác hay không, nó có phải là một doanh nghiệp để giúp anh chị có thể đầu tư và anh chị sở hữu cổ phần hay không anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì em Vui sẽ chia sẻ với anh chị về cái chủ đề đó là lạm phát. Lạm phát nó đang đến đấy. Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến cái giá trị của đồng tiền của chúng ta hay không? Và cách để anh chị có thể tích sản và giúp cho cái số tiền mặt của anh chị làm nó gia tăng trong cái khủng hoảng kinh tế anh chị. Đó, tức là cách để chúng ta tích tài sản để giúp cho cái tài sản của nó gia tăng khủng khi mà chúng ta sở hữu và chúng ta nắm bắt góp vốn vào các doanh nghiệp trước khi IPO. Anh chị vào sau thì có thể là chia sẻ livestream và thả tim thả like cho em Vui nhé. Đó. Ngày hôm nay thì em Vui cũng có đọc được một cái bài báo anh chị, đọc một cái bài báo mà em muốn làm luôn cái livestream này để chia sẻ anh chị. Em Vui sẽ xem màn hình nhé anh chị nhé. Đây. Hôm nay thì em Vui đọc được một cái bài báo này. Dự báo lạm phát của nền kinh tế trên thế giới năm 2023. Như anh chị đã biết rồi, cái lạm phát thì hầu như là nó luôn luôn diễn ra anh chị. Năm nào lạm phát cũng xảy ra rất là nhiều và càng ngày thì chúng ta càng thấy được rằng là lạm phát nó càng tăng cao. Nếu như ngày trước khoảng chục năm trước đây anh chị có thể ăn cái bát phở 5.000, 10.000. Bây giờ anh chị ăn lên 25.000, 30.000, 40.000, thậm chí 50.000 cũng có anh chị. Thì anh chị mới thấy được là cái sự lạm phát bây giờ là quá là kinh khủng. Và năm 2022 thì lạm phát nó tăng mạnh trên toàn cầu anh chị. Nó tăng rất là mạnh trên toàn cầu anh chị nhé. Thậm chí nó đạt cái mức kỷ lục tại một số quốc gia. Đấy. Và dù IMF cho rằng lạm phát toàn cầu đã đạt đỉnh vào cuối năm 2022 với 8,8%. Và tỷ lệ lạm phát tại nhiều nền kinh tế được dự báo vẫn có duy trì ở mức cao trong năm nay. Và tổ chức dự báo lạm phát toàn cầu năm 2023 sẽ là 6,6% và năm 2024 sẽ là 4,3% một năm. Và theo cái báo cáo cập nhật mới nhất vào tháng 1 năm 2023 anh chị. Em vui chia sẻ với anh chị cái điều này để anh chị làm gì? Để anh chị phải có trách nhiệm với cái số tiền mặt anh chị đang có anh chị nhé. Tức là ngày hôm nay không phải là anh chị bỏ tiền ra. Anh chị có rất là nhiều tiền. Anh chị có vài trăm triệu, vài chục triệu ở trong nhà, anh chị cất ở trong két sắt đấy. Đấy không phải là một cách để chúng ta cất giữ tiền thông minh đâu. Bởi vì thậm chí là anh chị đang làm giảm cái giá trị của đồng tiền của mình theo từng ngày, từng tháng, từng năm anh chị. Từng ngày, từng tháng, từng năm. Và nếu như chúng ta không biết cách để chúng ta sử dụng những cái khoản tiền đó một cách thông minh á, thì chắc chắn anh chị một điều rằng giả sử bây giờ anh chị đang có 1 tỷ trong nhà đây. Tầm khoảng 3 năm tới thôi á, 3 tới 5 năm tới thôi, 1 tỷ của anh chị không biết nó có đáng giá 100 triệu, một vài trăm triệu thôi anh chị. Tức là nó sẽ giảm đi rất là nhiều đấy anh chị ạ. Ở ngày trước ấy, ví dụ anh chị nghĩ rằng tầm khoảng chục năm trước anh chị có 1 triệu nó là quá là kinh khủng rồi. 1 triệu của khoảng chục năm trước chắc tầm khoảng trăm triệu, hơn trăm triệu bây giờ đúng không anh chị? Đó. Nhưng mà khi mà anh chị biết được cái điều này thì anh chị mới thấy, em Vui sẽ chia sẻ với anh chị một cái bài viết này nữa để anh chị thấy rõ hơn về cái dấu hiệu của lạm phát. Đây là một cái trang báo của VN Expert anh chị, VN Expert thì có chia sẻ về một cái chủ đề nó là lạm phát đã đến hay mới là nỗi sợ. Tức là có nhiều người ấy, họ mới chỉ gọi là biết, tức là chỉ biết được rằng là lạm phát đến thôi, nhưng mà họ chưa biết được là đây là một trong cái nỗi cực kỳ, tức là nỗi sợ của những cái con người mà họ đang có rất là nhiều tiền mặt mà họ chưa có dịch chuyển sang tài sản anh chị. Đó, và đây là một cái thống kê rất, tức là đây là một cái khảo sát với 9 cái mặt hàng thiết yếu cho thấy là, tức là trừ cái giá thịt heo giảm, giá gạo tăng, còn lại thì đều tăng mạnh lên 2 chữ số so với năm ngoái anh chị. Đây là thống kê năm 2022 anh chị nhé, là cái lạm phát. Đó. Vậy thì đường cát trắng sao ạ? Ngày trước thì mà 18.000 đồng một ký đúng không anh chị? Và nó đã tăng lên là 67% lên tới 30.000 đồng một ký, một cân. Đó, hay là xăng RON chính năng cũng thế. Tức là năm ngoái, tức cái tỷ lệ lạm phát nó tăng rất là cao, từ 20.000 đồng cho tới tăng 48%. Hay là ga thì sao ạ? Tăng 35%. Nước mắm tăng 28%, mì tôm tăng 25%. Dầu ăn tăng 23%, hay là gạo tăng 6,7%. Hay là bia anh chị hay uống tăng 13% anh chị. Vậy thì cái sự lạm phát này á, nếu như chúng ta chỉ biết được rằng là chúng ta cứ nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta đi làm, thường anh chị sẽ thấy được rằng là cái mức lương của anh chị nó sẽ tăng nhẹ sau từng năm anh chị đi làm đúng không ạ? Tức là anh chị làm 1 năm, 2 năm hay là 3 năm ấy, thì anh chị dần dần là sẽ thấy cái mức lương của mình được đẩy lên đó anh chị. Nhưng mà cái mức lương của anh chị được đẩy lên ấy là nó tăng đúng theo cái tỷ lệ lạm phát của anh chị. Lạm phát nó tăng lên thì thành ra là giá, cái giá mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm nó cũng tăng lên anh chị. Thì thành ra là đồng nghĩa với việc anh chị được tăng lương, nó cứ chuyện rất là bình thường thôi. Bởi vì bạn thậm chí đó là lạm phát mà anh chị, đó là lạm phát anh chị. Đó, nên là ngày hôm nay chúng ta đi làm chúng ta cảm giác chúng ta được tăng lên, đang đi làm 6 triệu, năm sau tăng lên 7 triệu sướng quá. Năm sau nữa tăng lên 8 triệu sướng quá đúng không anh chị? Nhưng mà rõ ràng là những cái thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày nó cũng tăng theo từng năm mà. Vậy thì khi mà anh chị biết được cái điều này rồi, anh chị biết được rằng là lạm phát càng ngày nó càng tăng, và lãi suất ngân hàng năm nay nó cũng đang tăng rất là cao đúng không anh chị? Lãi suất ngân hàng tăng rất là cao. Vậy thì anh chị hình dung ấy, là nếu như cái số tiền mặt của anh chị không gửi ngân hàng anh chị cũng không có đầu tư tích sản, anh chị cũng chỉ để trong kết sắt thôi. Anh chị nghĩ rằng là chỉ để trong đấy thì mới an toàn, bởi vì anh chị sợ là gửi ngân hàng thì ngân hàng sẽ phá sản, anh chị sẽ mất hết à, đúng không ạ? Hoặc là anh chị đi tích sản thì anh chị sợ rằng là anh chị đầu tư không đúng rồi nó không có tăng trưởng được à, đúng không anh chị? Đó, nhưng mà anh chị phải hình dung ấy là khi mà anh chị sở hữu, tức là khi mà anh chị có tiền mặt, cái việc anh chị gửi ngân hàng năm nay có thể là cái lãi suất nó đang tăng cao, nhưng mà chúng ta không thể làm giàu với cái việc đó là chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng được. Nếu như anh chị muốn làm giàu, không thể nào chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng được. Và nếu như với cái số tiền 1 tỷ mà anh chị đang có trong nhà ấy, chúng ta chỉ để tiền mặt thôi thì tầm khoảng tiêu mãi chúng ta cũng hết, tiêu dần cũng hết thôi anh chị. Một vài năm tới thì anh chị tiêu đến nó cũng hết. Vậy thì nếu như 1 triệu này anh chị biết cách tiết sản, anh chị biết cách sở hữu tài sản ấy, thì nó sẽ là một trong những cái kênh để giúp anh chị tạo ra được một cái dòng tiền nó cực kỳ lớn, tạo ra một cái tài sản khủng đó anh chị ạ. Giống như Vui vẫn bảo với anh chị rằng năm nay nó là một năm để anh chị gom tài sản của anh chị. Cái điều rủi ro nhất là chúng ta không có tiền mặt để chúng ta gom tài sản thôi. Bởi vì tài sản năm nay thì nó rất là rẻ. Nó rất là rẻ. Bởi vì đa phần thì những cái người mà không có nhiều tiền thì chúng ta có những cái tài sản nhỏ, thì chúng ta đang đi làm chúng ta không tạo ra được cái thu nhập tốt thì chúng ta phải bán cái tài sản của mình với giá rẻ để trang trải cuộc sống. Trong khi đó những cái người giàu họ có sẵn cái dòng tiền mặt, họ sẽ gom hết những cái tài sản giá rẻ của anh chị. Và một vài năm tới thì họ vẫn là những con người giàu. Vậy thì nếu như năm nay anh chị biết cách không sử dụng, tức là không tích lũy tiền mặt mà anh chị biết cách dịch chuyển tiền mặt để sang nắm giữ các tài sản một cách thông minh ấy, thì đấy là một trong số những cái cơ hội cực kỳ lớn cho anh chị. Và tầm khoảng 2-3 năm tới thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội, chúng ta sẽ gia nhập những cái tầng lớp của những người giàu anh chị ạ. Đó. Vậy thì ngày hôm nay nếu như anh chị có vài chục tỷ thì anh chị cũng có thể tích bất động sản là vàng cũng được. Vậy thì nếu như anh chị chỉ có một vài trăm triệu hay là tầm khoảng một vài tỷ, nó không phải là một cái dòng tiền quá lớn, không phải là cái số tiền mặt quá lớn. Nếu như anh chị biết cách để anh chị tích những cái tài sản nó tiềm năng ấy, thì anh chị hoàn toàn một vài tỷ hay là một vài trăm triệu của anh chị là có thể tạo ra khoảng vài chục tỷ, vài trăm tỷ là chuyện cực kỳ bình thường anh chị. Vậy thì làm sao mà anh chị có thể biết được là tại thời điểm này chúng ta nên đầu tư tích sản vào cái kênh nào? Giống như nếu như em Vui bảo rồi, nếu như anh chị mà anh chị có những cái dòng tiền lớn khoảng vài chục tỷ đổ lên thì anh chị có thể tích những cái bất động sản cũng được. Nhưng mà anh chị có một vài tỷ, anh chị nên tích lũy và sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Không phải vì em Vui đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trước IPO là em Vui chia sẻ anh chị đầu tư tích sản vào đấy đâu nhé. Anh chị phải hiểu rõ nhé. Không phải là vì em Vui đang đầu tư vào doanh nghiệp trước IPO mà em Vui chia sẻ với anh chị tích sản cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Mà đây là những cái điều mà em Vui thực sự thực thấy là những cái con người giàu họ giàu lên ấy, là từ cái việc là họ tích sản, họ sở hữu các doanh nghiệp. Bởi vì khi anh chị sở hữu cổ phần doanh nghiệp, đồng nghĩa anh chị đang là những cái chủ sở hữu doanh nghiệp đấy anh chị. Và anh chị không tham gia vào việc vận hành và người ta vẫn vận hành cái số tiền đấy để tạo ra cho anh chị cái tài sản, cái dòng tiền cực kỳ lớn. Và ngày hôm nay thì em Vui sẽ không còn nói về cổ tức mà em Vui sẽ nói về cái sức mạnh của việc tăng trưởng khi anh chị biết dịch chuyển tiền mặt sang tích sản anh chị. Đó. Em Vui sẽ chia sẻ hôm nay có rất là nhiều những cái bài báo em Vui đã cập nhật để em cho anh chị thấy được rằng là những cái quá khứ đấy không phải là để cho anh chị cảm thấy tiếc nuối hay một cái điều gì đấy, mà để cho chúng ta thấy được một điều rằng đó là một trong số những cái kênh để anh chị có thể tích sản, anh chị góp, anh chị tích sản một cách cực kỳ thông minh anh chị nhé, rất là thông minh nhé. Đây là sóng 2 IPO. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái bài báo đầu tiên, đó là chàng trai Mỹ 25 tuổi trở thành tỷ phú sau một đêm anh chị. Vậy làm sao mà họ có thể trở thành tỷ phú sau một đêm với cái mức tuổi 25 tuổi như thế? Và cái tờ báo Forbes ấy là gọi họ là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi anh chàng đang sở hữu khối tài sản dòng ước tính gần 3,3 tỷ đô la Mỹ anh chị. Đó. Vậy thì cái anh này, anh ấy đã làm sao ạ? Do anh ấy tức là khi mà anh ấy mới 17 tuổi á, là anh ấy đã có, tức là cái công ty này là anh ấy, cái chàng trai 25 tuổi này là anh ấy may mắn anh được sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Đó là cái doanh nghiệp Lumina đấy anh chị, Lumina. Và khi anh đầu tư vào cái công nghệ này, cái doanh nghiệp này thì cổ phiếu đấy đã tăng lên là 28% vào thứ năm và đóng cửa ở mức là 22,98 đô la Mỹ. Vậy thì khi mà cái anh chàng này Luce này là tỷ phú tự thân trẻ nhất trên thế giới, khi đang nắm giữ 104,7 triệu cổ phiếu của Lumina anh chị, và khoảng 1/3 số cổ phiếu lưu hành của công ty trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ. Đó, đây chính là chân dung chàng trai 25 tuổi. Đó, có tài sản là 3,3 tỷ đô la. Anh chị thấy thế nào ạ? Anh chị thấy thế nào? Nếu như với một cái số tiền mặt mà anh chị để ở trong két sắt thì mà để nó giúp anh chị tạo ra cái dòng tiền lớn, tạo ra cái tài sản cực kỳ khó đúng không anh chị? Thậm chí có cái việc giàu sau một đêm lại càng khó hơn. Bởi vì chúng ta không làm gì với số tiền đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có một cái kết quả gì anh chị. Và tiếp theo đến cái bài báo thứ hai em Vui sẽ chia sẻ anh chị. Chúng ta sẽ đi xen kẽ chủ đề nhé. Xen kẽ chủ đề, xen kẽ các bài báo nhé. Vậy thì như cái anh chàng trai vừa rồi ấy, là anh đầu tư là xuất phát từ một trong những cái công ty về công nghệ. Vậy thì các làn sóng về công ty công nghệ em Vui sẽ chia sẻ anh chị. Sau đó em Vui sẽ phân tích anh chị một cái bài báo này để anh chị thấy được rằng là cái việc chúng ta đang tập trung vào cái công việc truyền thống của mình, cái mức lương hiện tại của mình quá nhiều thì rất là khó để anh chị có thể thay đổi được cái chất lượng tài chính của mình. Tiếp theo em Vui muốn chia sẻ anh chị đó là chủ tịch FPT anh chị khoe công ty tạo là 200 triệu phú đô la khi lên sàn và lái xe cũng có tiền cho con đi du học. 200 triệu phú đô la, anh chị biết những con người này là những cái người nào không ạ? Anh chị chắc chắn là biết đến cái tập đoàn FPT đúng không anh chị? FPT bao gồm rất là nhiều các trường học FPT này, hay là các chuỗi bán lẻ về đồ điện tử FPT này. Đó, và những 200 triệu phú này nó chỉ đơn giản xuất thân từ những cái người mà làm cho các tập đoàn của FPT anh chị. Họ là những cái nhân viên làm cho FPT. Và thường nếu như anh chị đi làm công ty ấy, Tết thì người ta sẽ hay thưởng tiền mặt cho anh chị đúng không anh chị? Nhưng mà ngày hôm nay những cái người mà họ làm cho FPT á, người ta chủ tịch của FPT người ta không có thưởng tiền mà người ta lại thưởng cổ phần anh chị. Và thưởng cổ phần như thế ban đầu thì những cái nhân viên của FPT cũng không có vui đâu. Bởi vì thứ nhất là họ cũng không hiểu được cái sức mạnh của việc nắm giữ sở hữu các cổ phần doanh nghiệp nó là như thế nào. Vậy thì khi mà doanh nghiệp FPT một phát lên sàn IPO, lên sàn chứng khoán một cái thôi là lập tức 200 người này trở thành triệu phú đô la anh chị. Và anh chị có tin được không ạ? Cả lái xe cũng có tiền cho con đi du học. Lái xe cũng có tiền cho con đi du học anh chị. Sức mạnh đấy, nó quá là kinh khủng như thế. Và họ cũng đâu phải là những con người quá là giỏi trong vấn đề kinh doanh hay đầu tư đâu anh chị. Họ chỉ là những nhân viên và họ được tặng cổ phần và đột nhiên họ trở thành triệu phú. Vậy thì ngày hôm nay nếu như anh chị có tiền mặt, anh chị có tiền mặt mà anh chị biết sở hữu các doanh nghiệp tiềm năng, trước IPO thì cái giá nó cực kỳ rẻ anh chị, thấp hơn rất là nhiều so với giá trị thực tại của doanh nghiệp. Hay một cái ví dụ nữa em Vui muốn chia sẻ anh chị để anh chị thấy rõ hơn. Anh chị nào có đang sử dụng điện thoại Xiaomi không anh chị? Xiaomi á, lên sàn cũng cả Lễ Tân cũng trở thành triệu phú đô la. Và có một cái câu chuyện đó là cái cô Lễ Tân của tập đoàn Xiaomi á, là đã bán của hồi môn của mình để góp vốn cho cái hãng điện thoại này trong những cái ngày đầu rất là khốn khó. Và cô ấy không tin rằng là một ngày mình có thể trở thành một trong 56 triệu phú đô la từ thương vụ IPO của công ty. Thời điểm đấy cô ấy góp vốn là rơi tổng khoảng là bao nhiêu nhỉ? 30.000 đô la, và 30.000 đô la nó rơi tổng khoảng 6 hay 700 triệu gì đấy. Là cô góp vốn vào tập đoàn Xiaomi. Vậy thì khi mà Xiaomi IPO lên sàn cái thôi, lập tức cái tài sản của cô tăng trưởng lên 200 tỷ anh chị. 200 tỷ. Và đây là cái điều có thật anh chị. Đây là cái điều có thật nhé. Và đây là một trong số những cái bài báo mà em Vui sưu tập được cho anh chị. Để anh chị có thể thấy được rằng là tất cả những cái gì em Vui chia sẻ anh chị nó đều là những cái thông tin là có dẫn chứng hết anh chị. Đó. Anh chị cứ để ý cho em nhé. Cái chàng trai 25 tuổi kia họ cũng giàu lên từ việc sở hữu một cái công ty về công nghệ, hay là FPT có 200 triệu phú cũng là một trong những công ty về công nghệ. Và cô Lễ Tân này trở thành triệu phú cũng là một trong những cái tập đoàn về công nghệ. Đó, tiếp theo anh chị nhé. Từ 40 triệu thành 11 tỷ đô la sau 11 năm anh chị. Đúng rồi, sau 7 năm. Từ 40 triệu trở thành 11 tỷ đô la. Đây là tỷ phú Lý Gia Thành đã đầu tư vào phần mềm Zoom ngày hôm nay em Vui đang phát trực tiếp cho anh chị xem ấy. Và ông ấy đầu tư vào đấy 40 triệu đô và lập tức trở thành 11 tỷ đô la sau 7 năm. Ăn đứt mấy chục năm bôn ba kinh doanh của ông ý luôn á. Anh chị thấy kinh khủng không ạ? Quá là kinh khủng. Đây cũng là một trong những cái tập đoàn về công nghệ luôn anh chị. Đó, toàn là công nghệ anh chị nhé. Rồi tiếp theo là nhà đầu tư 10 tuổi lãi hơn 5.000 đô, 5.000% từ cổ phiếu của GameStop anh chị. Nhà đầu tư 10 tuổi anh chị nhé, 10 tuổi đã đầu tư rồi và lãi hơn 5.000% từ cổ phiếu của GameStop. Và cậu bé này thì sinh sống tại San Antonio. Và ông ấy, tức là cậu ấy đã có cái số tiền là 3.200 đô la đúng không ạ? Một cái cổ phần này là 3.200 đô. Vậy thì từ 10 cổ phiếu của GameStop và mẹ đã mua cho cậu năm 2019 với giá chỉ có 6,19 đô la trên một cổ phần anh chị. Và bây giờ nó cổ phần đấy nó tăng lên là 3.200 đô la trên một cổ phần rồi. 6,19 đô là bao nhiêu tiền anh chị? Nó chỉ có 148.000 đồng trên một cổ phiếu thôi. Vậy thì khi mà mẹ cậu ấy đầu tư mua cho cậu ấy có 10 cổ phiếu thôi anh chị. Và lãi tăng lên là 3.200 đô la. 3.200 đô la. Anh chị thấy kinh không? Tức từ 148.000 đầu tư vào 10 cổ phiếu đấy thôi nhá. Và đến bây giờ có cái số tiền tăng trưởng lên là bao nhiêu ạ? 77 triệu. Thích nhỉ? Nhiều khi cứ nghĩ ra như kiểu chơi nhưng mà lại tạo ra cái số tiền lớn như thế anh chị. Đó. Vậy thì đặt ra câu hỏi anh chị không có nhiều tiền mặt. Hoặc là anh chị không có cái vài chục tỷ anh chị sở hữu những cái dòng bất động sản lớn. Thì anh chị có thể sở hữu các doanh nghiệp trước IPO mà. Và đây là cái điều có thật em Vui thấy thực tế rất là rõ ràng, không phải chỉ riêng những con người này họ đang sở hữu đâu. Mà có rất là nhiều các tỷ phú, hầu như tỷ phú nào người ta cũng đang sở hữu mà. Vậy thì khi mà mình biết cái điều này, nó có cái sự tăng trưởng lớn như thế, tại sao chúng ta phải đầu tư đất tại thời điểm này? Trong khi đó nếu như anh chị tăng trưởng lớn 100% mua 1 tỷ 100% lại 2 tỷ là quá là kinh khủng rồi. Nhưng mà 1 tỷ mà anh chị sở hữu các doanh nghiệp trước IPO mà tiềm năng ấy, nó có thể lên lãi lên vài nghìn %, là chuyện cực kỳ bình thường anh chị. Cực kỳ bình thường. Đây em Vui sẽ chia sẻ tiếp với anh chị. Đây nha, tiếp theo nha. Cổ phiếu của Tesla tăng hơn 4.000% sau 10 năm. Anh chị nhìn nào, tăng hơn 4.000% sau 10 năm. Anh chị đầu tư đất làm gì có cái câu chuyện tăng hơn 4.000% thế? Rất là khó luôn, cực kỳ khó anh chị, làm sao mà cái câu chuyện mà tăng gần 4.000% như thế. Không bao giờ có luôn anh chị ạ. Đó. Và Tesla thì IPO từ 10 năm trước và giá cổ phiếu của nó tại thời điểm đó là 17 đô la trên một cổ phiếu. Và qua cái thương vụ IPO lần đầu thì Tesla đã huy động vượt 226 triệu đô la Mỹ. Đó, và giá cổ phiếu thăng hoa trong phiên giao dịch ngày hôm sau, tăng 41%. Và hiện nay cổ phiếu của nhà sản xuất xe ô tô điện Tesla này đang giao dịch dưới mức là 1.009,35 đô la trên một cổ phiếu. Đây là cái thống kê trong năm 2022 anh chị nhé, đây là bài báo của 2020. Tức là 2020 ấy là cổ phiếu nó đã tăng lên là 1.000 đô la trên một cổ phiếu rồi. Chỉ là một chiếc xe điện thay động cơ đốt trong bằng động cơ điện thôi mà tăng lên là 1.000 đô la trên một cổ phiếu, anh chị thấy kinh khủng không ạ? Quá là kinh khủng. Anh chị đầu tư đất mà được cái câu chuyện tăng trưởng lên 4.000% như thế thôi anh chị, hơn 4.000% như thế. Và anh chị để ý là tất cả những cái gì em Vui chia sẻ có cái sự tăng trưởng lớn như đều là do họ đang sở hữu những cái cổ phiếu, cổ phần của các doanh nghiệp về công nghệ anh chị. Doanh nghiệp về công nghệ. Anh chị nhé. Đang sử dụng những cái doanh nghiệp về công nghệ. Vậy nên nếu như ngày hôm nay anh chị may mắn, anh chị được ai đấy chia sẻ cho anh chị về một cái cơ hội nào đó mà anh chị đang được sở hữu một trong những cái tập đoàn về công nghệ và hướng tới tự động hóa hết, thì anh chị có thấy đó là một trong số những cái cơ hội, những cái cổ phần giá trị để anh chị sở hữu ạ. Bản thân anh chị ngoài cái việc anh chị nghe những thông tin em Vui chia sẻ, anh chị phải có tầm nhìn anh chị nhé. Anh chị phải hiểu được rằng là trong khoảng một vài năm tới, trong tương lai gần thôi, thì xã hội nó sẽ hướng đến cái giá trị gì? Hầu như là nó sẽ hướng đến tự động hóa hết anh chị. Tự động hóa hết và sử dụng đến năng lượng xanh hết, năng lượng tái tạo hết anh chị. Bởi vì xã hội bây giờ nó quá là ô nhiễm rồi, nó quá là ảnh hưởng rồi. Chúng ta không thể nào mà sử dụng những cái gì nó quá là gây hại cho con người. Bởi vì con người thì mức sống của họ càng cao hơn, cái tiêu chuẩn sống của họ càng cao hơn, càng tốt hơn, đúng không anh chị? Và chắc chắn là khi mà cái nhu cầu sống của chúng ta như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Và nếu như anh chị là một trong số những con người mà chúng ta hướng những cái điều tuyệt vời như thế, anh chị đi đầu, anh chị tiên phong, anh chị giỏi thì anh chị có thể phát minh ra những cái điều gì đấy giải quyết cái vấn nạn cho xã hội. Còn nếu anh chị không phải là những con người quá giỏi, quá xuất sắc thì anh chị có thể là những cái người đồng hành góp vốn với những con người giỏi để giúp cho giải pháp những cái điều cho xã hội. Bởi vì có một cái bài báo em Vui muốn chia sẻ anh chị để anh chị thấy được rằng là nếu như anh chị không thay đổi thì anh chị rất là khó để anh chị có thể thay đổi được cái chất lượng tài chính của mình trong một vài năm tới, thay đổi chất lượng cái cuộc sống của mình. Đây, anh chị một cái bài báo này anh chị. Ngành bán lẻ trong tương lai sẽ không còn nhân viên thu ngân tại cuối anh chị. Và thậm chí bây giờ anh chị cũng thấy một số những cái mô hình không có thu ngân rồi anh chị. Nhưng mà nó chưa phổ biến, nhưng mà tương lai gần anh chị, nó sẽ không còn nhân viên thu ngân tại quầy. Đây này. Theo đại diện của Manpower Group, lĩnh vực bán lẻ trong tương lai sẽ không còn thấy thu ngân tại quầy nữa, mà khách hàng sẽ tự chọn hàng hóa và tự thanh toán. Cùng với đó là những ngành nghề liên quan đến giấy tờ, sổ sách có thể thay thế bằng máy móc cũng có nguy cơ biến mất anh chị. Đó, những cái ngành nghề liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Rõ ràng là anh chị ngóng nghe cái thông tin đó là sau này sổ đỏ. Cái gì nhỉ? Sau này chúng ta riêng về cái căn cước công dân của anh chị bây giờ cũng sử dụng khá là thông minh rồi anh chị. Trích một cái mã QR thôi là chúng ta có thể ra được tất cả thông tin của mình luôn rồi, đúng không anh chị? Đó. Đấy, anh chị thấy không ạ? Ngay cả những cái ngành bán lẻ sau này anh chị tưởng là chúng ta sẽ có, thậm chí là chính những cái công việc anh chị đang làm ấy, anh chị đang đi làm công nhân trong một cái công ty nào đấy, hoặc là chúng ta đang sản xuất lắp ráp phụ kiện linh kiện trong một cái công ty nào đấy chẳng hạn, hoặc là chúng ta đang đi làm may hoặc làm cái gì đấy, thì anh chị cũng thấy được rằng là cái sức mạnh của cái việc là robot hay là máy móc nó đang vận hành rất là nhiều, và anh chị không cần phải làm thủ công từng cái một nữa, mà anh chị chỉ cần đứng, anh chị điều khiển cái máy móc đó thôi, đúng không anh chị? Đó. Vậy thì khi anh chị đứng và anh chị điều khiển cái máy móc đó như thế thì anh chị sẽ thấy một điều rằng là dần dần thì lao động nó thuê càng ít đi. Vậy thì ngành bán lẻ hay là tất cả những cái ngành khác như thế nó sẽ có nguy cơ thay thế bằng máy móc, bằng robot, và nó sẽ hướng đến tự động hóa. Vậy thì nếu như anh chị nhìn ra được những cái điều đấy và anh chị có cơ hội anh chị góp vốn vào những cái công ty công nghệ mà nó đang sở hữu, nó đang đi hướng về cái vấn đề về tự động hóa, thì nó sẽ cực kỳ là tiềm năng anh chị. Và chính khi mà em Vui nhìn ra những cái điều như thế thì em Vui đã cho phép mình được tìm hiểu về doanh nghiệp đầu tư và doanh nghiệp trước IPO. Doanh nghiệp trước IPO. Hiện tại thì em Vui cũng đang đầu tư vào một trong những cái công ty về công nghệ giao thông ở trên cao, giao thông cấp 2 anh chị, và chạy cách mặt đất tầm khoảng 10 cho tới 15 km, 10 đến 15 m. Đó, và cái công nghệ này nó sẽ hướng đến nó sẽ là cái công nghệ tự động hóa trong tương lai, sẽ không người lái và hoàn toàn sử dụng bằng trí tuệ nhân tạo không người lái, và đảm bảo được cái sự an toàn cho con người khi tham gia giao thông. Thì em Vui cũng có thể mở cái video này qua cho anh chị để anh chị xem. Anh chị xem về cái công nghệ mà em Vui đang đầu tư vào. Đó, mà trước đây những cái video, có những cái video đã phân tích cũng tổng quan sơ qua về cái công nghệ này rồi anh chị nhé. Đó. Đây là cái kênh YouTube của em Vui, cũng có rất là nhiều những cái video về chia sẻ, về tư duy, về cơ hội đầu tư. Anh chị cũng có thể vào và anh chị xem nhé. Đây, em là Vui Nguyễn. Đó, anh chị có thể gõ Vui Nguyễn đầu tư cổ phần doanh nghiệp, hoặc là Vui Nguyễn UniSky thì nó cũng sẽ ra cái trang của em Vui. Đó. Đây, anh chị sẽ xem cái video ngắn thôi anh chị. Hôm nay em Vui không có chia sẻ dài anh chị nhé. Không có chia sẻ dài. Đây anh chị. Vào cổ phần của tập đoàn. Hiện tại Vui đang đầu tư vào cổ phần của tập đoàn doanh nghiệp nào? Đó là công nghệ giao thông UniSky. Tập đoàn UniSky là tập đoàn đi đầu về công nghệ giao thông cấp 2, chạy trên cao cách mặt đất tầm 10 đến 15 m và không va chạm với bất kỳ các loại giao thông bên dưới. Đây là một sản phẩm đầu tiên về công nghệ giao thông, áp dụng trí tuệ nhân tạo không người lái và chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, giải quyết các vấn nạn về giao thông như tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. UniSky hiện tại đang có trụ sở, có văn phòng thương mại tại Dubai và 2 công viên trình diễn thử nghiệm chứng nhận công nghệ tại Belarus với diện tích là 36 ha và Sala UAE với diện tích là 28 ha. Hiện tại tập đoàn UniSky đang là một trong những cơ hội hiếm có để giúp những nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn ít có thể trở nên giàu có và thành công từ việc nắm giữ tài sản chính là cổ phần doanh nghiệp UniSky. Với hình thức huy động vốn thông minh crowdfunding, phương thức này cho phép tất cả mọi người trên toàn thế giới đều có thể đầu tư và sở hữu cổ phần từ 50 đô trở lên, tương đương với khoảng 1,2 triệu đồng. Công ty có tất cả 15 giai đoạn huy động vốn, hiện tại đang là giai đoạn 14.2. Ngày 19 tháng 10 sẽ chuyển sang giai đoạn 14.3, chiết khấu cổ phần sẽ giảm xuống. Kết thúc 14.3 chuyển trực tiếp sang giai đoạn 15 và kết thúc huy động vốn. Ở giai đoạn này, nhà đầu tư được hưởng mức chiết khấu cao nhất là 1.000 đô sở hữu 30.000. Đây là cái video mà em Vui đã chia sẻ từ cái giai đoạn 14.3 rồi anh chị. Thì tại thời điểm này anh chị biết đến là không phải là nó đang trong giai đoạn 14.3 anh chị nhé. Và tiến đến ngày 13 tháng 4 là nó sẽ chuyển sang giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thứ 15. Vậy thì tại giai đoạn 14.3 này thì cái chiết khấu cổ phần nó sẽ giảm xuống rồi. Nó không còn phải là 1.000 đô 30.000 cổ phần nữa, mà 1.000 đô chỉ có 27.000 cổ phần thôi. Nhưng nếu như anh chị đầu tư trước ngày 13 tháng 4 là anh chị sẽ được có cơ hội được ích đôi cái tài sản khi mà công ty tặng cho chúng ta cái phiếu nhân đôi. Đó. Ở đây ấy, em Vui đang đầu tư cái công nghệ này thì nó là hướng đến tự động hóa anh chị. Và em Vui muốn cho anh chị thấy được rằng là cái vấn đề anh chị ngày hôm nay anh chị không nên tích tiền mặt ở trong, mà anh chị hãy cho phép mình. Anh chị có thể là với cái số tiền mặt của anh chị không phải là anh chị sẽ bỏ hết ra để anh chị đi tích sản. Anh chị vẫn có thể giữ lại một khoản nào đó để anh chị trang trải cuộc sống một cách thoải mái nhất. Nhưng mà anh chị cũng hãy cho phép mình, hãy biết sử dụng cái đồng tiền của mình, sử dụng cái dòng vốn của mình để đem đi sở hữu các doanh nghiệp tiềm năng anh chị. Để chúng ta tránh cái vấn đề về lạm phát anh chị. Bởi vì chúng ta tích tiền mặt không phải là một trong những cái việc nó khả quan anh chị. Lạm phát đang rất là lớn anh chị. Lạm phát cực kỳ lớn anh chị. Anh chị đừng bao giờ có tư duy là chúng ta sẽ, tức là chúng ta gửi ngân hàng để làm giàu, không giàu được đâu. Sao mà giàu được? Đó, lãi suất cao nhất cũng chỉ có 8, anh chị gửi vay tỷ, may ra thì lãi suất tầm khoảng chục phần trăm, còn nếu mà vài chục triệu chỉ có 8-9% thôi, 8 hoặc 9% thôi anh chị. Đó, tức là nó sẽ rất là ít. Và nếu như vậy, tức là chúng ta gửi tiền ngân hàng ấy, em Vui cảm thấy nó rất là tiếc anh chị. Nó rất là tiếc. Bởi vì khi mà anh chị tìm hiểu về các doanh nghiệp ấy, bản chất là không phải là cứ đầu tư là rủi ro anh chị nhé. Rủi ro khi mà anh chị chưa hiểu, chưa biết thôi. Với lại rủi ro nó sẽ mang cái tính thời điểm. Có những cái thời điểm anh chị đầu tư nó sẽ rất là rủi ro, bởi vì nó mới là một cái doanh nghiệp phát triển, mới trong cái thời điểm sơ khai. Nhưng nếu như anh chị biết và tìm hiểu, nghiên cứu về doanh nghiệp đó và nó đang trong cái giai đoạn phát triển và thương mại hóa toàn cầu và sắp kết thúc huy động vốn rồi, thì đấy là một trong những cái giai đoạn tiềm năng nhất để anh chị đầu tư góp vốn với cái rủi ro bằng không anh chị. Rủi ro về tiền mặt bằng không luôn anh chị. Cái quan trọng là anh chị hãy cho phép mình tìm hiểu, nghiêm túc tìm hiểu những cái điều nó mới, những cái, tức là có thể là về đầu tư doanh nghiệp anh chị chưa hình dung được cái việc đó là nó là một trong những cái tài sản tiềm năng, đúng không ạ? Đó. Vậy thì khi mà anh chị hiểu được cái vấn đề không phải chỉ đất và vàng là tài sản nữa, mà cổ phần doanh nghiệp cũng là một trong số những cái tài sản số mà em Vui khẳng định anh chị là 5 tới 10 năm nữa ai chúng ta cũng cần phải tích tài sản số anh chị. Điều này em Vui dám khẳng định anh chị luôn. 5 tới 10 năm nữa ai cũng phải tích tài sản số. Vậy nếu như anh chị là những người mà tích sớm thì anh chị sẽ có sự tăng trưởng sớm, có sự tăng trưởng về cái tài sản sớm. có cái cuộc sống tốt hơn, anh chị sẽ là những cái con người não luyện trong cái thị trường đầu tư doanh nghiệp trước IPO luôn anh chị. Đúng không? Ngày hôm nay chúng ta có nhiều thì chúng ta có thể là tìm hiểu, chúng ta chuyển đổi nhiều, chúng ta có ít chúng ta chuyển đổi ít, và đây là một trong những cái kênh phù hợp với tất cả mọi người anh chị. Đó, anh chị nhé, ngày hôm nay thì dành thời gian để chia sẻ với anh chị một chút như thế thôi. Nếu như anh chị nào có mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về cái việc mà chúng ta sở hữu các doanh nghiệp trước IPO hoặc là đầu tư vào doanh nghiệp thì anh chị cũng có thể kết nối với em Vui qua cái số điện thoại hồi nãy em Vui có chia sẻ với anh chị trên cái màn hình, đó là 0965 081 559 để em có thể chia sẻ thêm với anh chị. Đó, còn ngày hôm nay cái việc mà anh chị đang góp vốn, anh chị nếu như anh chị ý thức được rằng là cái việc anh chị tích tiền mặt nó không phải là một trong những cái cách thông minh, thì cái việc mà anh chị tìm hiểu và anh chị hãy biết cách là để mà tránh lạm phát thì chắc chắn là anh chị cần phải dịch chuyển tiền mặt sang tài sản anh chị nhé. Dịch chuyển tiền mặt sang tài sản. Trước đây thì em Vui cũng có làm một cái video TikTok nói về vấn đề về lạm phát rồi. Lạm phát rồi, nó cực kỳ là kinh khủng nên anh chị không hiểu được. Nếu anh chị chỉ có một vài chục triệu thì anh chị sẽ không nhận ra, nhưng anh chị có một vài trăm triệu, một vài tỷ anh chị sẽ nhận ra rõ ràng cái vấn đề lạm phát luôn anh chị. Tức là chúng ta có một vài chục triệu ấy thì chúng ta đôi khi chúng ta không để ý. Nhưng mà chúng ta có nhiều, chắc chắn anh chị sẽ thấy rõ là vấn đề lạm phát nó quá là kinh khủng. Vậy thì anh chị hãy cho phép mình ngày hôm nay là những cái người thông minh, anh chị không nên tích tiền mặt. Bởi vì tích tiền mặt chết chúng ta cũng không có mang đi được đúng không anh chị? Còn khi mà chúng ta cho con cái thì cho đến một thời điểm nào đấy, chúng ta cho tiền ấy. Anh chị ạ, chúng ta cho tiền thì đến một lúc nào đấy người ta cũng sẽ tiêu hết thôi anh chị. Ngay cả con cái của anh chị để lại tiền cho con cái của anh chị thì đến một lúc nào đó nó cũng tiêu hết thôi. Nhưng mà khi anh chị để lại giá trị, anh chị để lại tài sản ấy, thì cái tài sản đấy sẽ giúp cho những cái người thân của anh chị có cuộc sống tốt hơn. Không phải ngày hôm nay chúng ta đi đầu tư tích sản xong rồi chúng ta cho hết xong để cho họ không có làm cái gì ra tiền. Cái quan trọng là anh chị sẽ có cái tư duy để sau này anh chị sẽ hướng dẫn và dạy lại cho con cái của mình. Bởi vì khi anh chị đã có cái tư duy về việc tích sản, anh chị hiểu được cái vấn đề về vận hành tiền rồi, thì chắc chắn với anh chị một điều rằng anh chị sẽ không bao giờ để cho con cái của anh chị chỉ ngồi hưởng thụ đâu. Và anh chị thông minh hơn là anh chị sẽ dạy lại họ cách để mình vận hành tiền, để mình tích sản. Mình hiểu được cái vấn đề tài chính. Bởi vì khi anh chị có tư duy về tài chính, anh chị hiểu về tài chính, anh chị hiểu về đầu tư, anh chị hiểu về việc tích sản, hiểu về các tài sản anh chị, thì anh chị sẽ biết cách thời điểm nào anh chị nên phân bổ cái tài sản của mình để mua bất động sản, thời điểm nào anh chị nên góp vốn đầu tư doanh nghiệp, thời điểm nào anh chị nên tích vàng anh chị. Và năm nay là một trong những cái năm anh chị nên tích, đó là cổ phần doanh nghiệp anh chị. Trước IPO anh chị nhé, phải trước IPO, và đặc biệt là phải tích những cái doanh nghiệp về công nghệ, tích những doanh nghiệp về công nghệ anh chị nhé. Đó. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều ngày hôm nay cũng đã dành thời gian xem em Vui chia sẻ những cái điều như thế này. Nếu anh chị cảm thấy những cái điều này nó rất là giá trị thì anh chị cũng có thể là chia sẻ và lan tỏa cái buổi livestream này tới cho những người thân bạn bè của mình anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và hẹn gặp tất cả anh chị trong những cái buổi livestream tiếp theo anh chị nhé. Bye bye mọi người.